Ok, đầu tiên bạn có thể cho biết cảm xúc của mình khi mà nằm trong danh sách 25 cầu thủ cuối cùng chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới không? Điều đấy là rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chọn để đối đầu với hai đội tuyển mạnh nhất gần như là mạnh của bảng đấu này để dự cho hai trận đấu quan trọng. Đến thời điểm hiện tại thì Đại có thể cho biết rằng cái mức độ hòa nhập của Đại so với cái tư duy chiến thuật của ông Park như thế nào đấy không? Bởi vì Thanh Hóa và đội tuyển quốc gia là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sự hòa nhập của em bây giờ thực sự là đang rất là tốt và sẵn sàng để cạnh tranh một vị trí có thể thi đấu được. Đại đánh giá thế nào về sức mạnh của đội tuyển UAE trong cuộc đối đầu sắp tới? UAE cũng là một đội tuyển rất là mạnh và đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu rất rõ và có thể là chiến thuật hợp lý để đối đầu với UAE. Mấy ngày vừa rồi thì thấy Bắc ngoài việc tập chiến thuật thì thấy Bắc có cho toàn đội mổ băng để xem về UAE không? Cái này em không biết được. Văn Đại cảm thấy toàn đội chuẩn bị và tự tin như thế nào khi gặp UAE vào ngày 14 ạ? Sự chuẩn bị đã được sẵn sàng từ hôm một tuần nay thì em thấy là cả đội đã rất tự tin mà để tập trung bước vào trận đấu lớn này. Theo em thì UAE mất 3 cái vị trí rất là quan trọng do chấn thương và thẻ phạt thì đấy có phải là lợi thế của Việt Nam hay không? Đấy là một lợi thế của Việt Nam nhưng mà với một đối đầu với một đối đối thủ mạnh thì mình không quan trọng là ai với ai mà chỉ cần là mình chơi hết mình là được. Trong mắt của Đại thì đội UAE cầu thủ nào là cầu thủ mà chúng ta cần phải chăm sóc một cách tận tình nhất và vì sao lại như vậy? Chắc có lẽ là tiền đạo số 7 của họ nguy hiểm và quyết định chiến đấu. Em có thể nói một chút liên quan đến chuyên môn về cái cầu thủ này không? Bạn này thì có cái tố chất gì mà không phải chuyện này sẽ không đá vì đã đấy là Alimakut đúng không? Còn ngoài ra ngoài có lẽ là chắc là số 10 của đội tuyển dài và sân sau. Okay. Em hôm nay công phượng và nhậu về thì bạn ấy chia sẻ với em nói chuyện chưa mấy ngày không chụp. Bạn là ý chung là những thành phố hóa và đây là đầu tiên mà cả hai cùng tập trung ở đội tuyển quốc gia. Tí có chia sẻ gì với Đại về những cái kinh nghiệm và về cái sự chú ý khi mà tập trung cùng với lại Thanh Phát trong giai đoạn đấy không? Đương nhiên thì Trọng Hùng đã chia sẻ rất nhiều với em và hai anh em cũng tâm sự với nhau và sự phối hợp với nhau thì chiến thuật là thầy bác kinh nghiệm. Một câu cuối cùng nữa. Em đi tập đi.